Rồi xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em, mới Invest. Trong phiên dịch đầu tuần ngày 13 tháng 6, à, thì kênh của em sẽ luôn mang đến cho các anh chị chúng ta những kiến thức về đầu tư chứng khoán lẫn là chia sẻ góc nhìn kỹ thuật của em về thị trường chung hiện tại lẫn các loại cổ phiếu để giúp cho các anh chị chúng ta à, có được cái góc nhìn tốt hơn và đầu tư được hiệu quả hơn. Thì à, anh chị hãy ủng hộ em bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like cái video này Thì em sẽ à, mang đến anh chị chúng ta những cái thông tin thật là bổ ích nhé. Và rồi uh, video cuối tuần thì em cũng đã có nhắc về những cái áp lực mà thị trường ta sẽ gánh chịu trong đầu phiên sáng ngày hôm nay uh, Thì tuy nhiên và cái mức độ rằng uh, và nó có cái sự mà uh, tâm lý nó đè nặng lên rất là nhiều phiên ngày hôm nay của chúng ta là rất là nặng và thị trường ta đi tận tới tận là 57 điểm Và mới mức giảm như thế này là nó tương ứng với lại là 4,44% thì thực sự là cái mức giảm này đúng là thật ra là rất là nặng đối với lại phiên hôm nay của thị trường chúng ta trong khi là bên Mỹ họ chỉ giảm hai phiên hai à phiên thì họ cũng chỉ giảm tầm tầm khoảng đâu đó là là năm phần trăm mà mất một phiên như thế này của hối viên đấy chúng ta là đi quá là 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 hết sức là kinh khủng bởi vì thứ nhất em cũng có đánh giá rất là nhiều cho các anh chị chúng ta rằng á là cái trạng thái bây giờ và cái tâm lý của các anh chị nhà đầu tư ấy thứ nhất là cái trạng thái là thị trường chúng ta đang trong một cái trạng thái là đào thứ hai là trong một cái tư thế mà một cái tâm lý yếu của nhà đầu tư ấy thì khi mà có những cái thông tin xấu ra một cái thôi là họ bán bất chấp ngay bởi vì sao các anh chị bởi vì các anh chị chúng ta đợt trước là rút kinh nghiệm lại rất là nhiều từ những cái đợt rơi xuống như thế này này Đấy, mọi người thấy không ạ à? thì nó cũng phản ánh một cái tín hiệu cho thấy là nhà đầu tư hiện tại là họ họ sẵn sàng họ bán bất chấp ra khi mà có thông tin xấu và họ không muốn lặp lại những cái sai lầm mà trước đó họ mắc phải đấy nó là như thế cho nên là nó mới xuất hiện những cái phiên giờ sáng sớm là mở hẳn một cái gấp đao rất là lớn xuống đúng không ạ rồi càng về phiên chiều cái tâm lý và cái lực cầu nó càng yếu dần thì thị trường ta lại tiếp tục đã đóng cửa với mức giá là thấp nhất và giảm này cũng là tương đối là sâu nó cũng không khác gì so với một cái phiên giống như phiên này này các anh chị đấy nó cũng không khác gì so với, giống là không khác gì so với lại cái phiên ngày 9 tháng 5 đấy cũng tạo ra một cái một cái, cái 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 nhịp mà nó tạo cái gấp đao xuống cái rồi càng về cuối phiên chiều đúng không? Ai cũng nghĩ là nó test đấy này. Đấy, ai cũng nghĩ là nó test đấy này. Rồi sau đó nó lại tiếp tục nó rơi. À, rồi sau đó là như thế nào? À có một cái nhịp nhúng tiếp theo. Phiên ngày hôm sau có một cái nhịp nhúng tiếp theo. Thì đối với bản thân em rằng thì trong cái phiên ngày mai thì thị trường khả năng á, thì nó sẽ có hai cái trạng thái. Là một là tụi nó sẽ nhìn vào tụi Fred à, và cũng như là à, Dow Jones ấy à tụi nó sẽ nhìn vào Dow Jones, tối ngày hôm nay, liệu rằng mà nếu mà Dow Jones mà nó có phục hồi đi lên trở lại sau hai phiên mà nó giảm lớn, thì đây à, chúng ta sẽ bật thêm một cái Dow Jones ở bên này. Nếu như mà Dow Jones khi mà chạm vào lại cái vùng đáy đây này, nó cũng sẽ bật hồi, có một cái tín hiệu bật hồi lại cho một cái tín hiệu tích cực cho thị trường của chúng ta đúng không? ạ? thì khi đó uh, ngày mai thì thị trường của chúng ta nó cũng sẽ có một cái ờ um, um, dạ, một cái phim mà nó phục hồi tương tự như vậy và đó là những cái nhịp mà giờ dạ, à buôn lên ngắn phục hồi ngắn để mà có cơ hội cho các anh chị chúng ta canh và chúng ta thoát hàng ha rồi uh, em cũng đã từng lấy một cái ví dụ về cái gì ạ dạ, uh, trường hợp mà thị trường chúng ta đi ngang như thế này không biết là anh chị chúng ta có còn nhớ hay không khi mà thị trường ta đi ngang như thế này thì chúng ta cũng xuất hiện những cái phim watch out ra và sau đó là tiếp tục kéo lên vượt vùng 1.300 Nhưng mà chủ yếu là trong cái phiên này là dùng ván cờ Và các anh chị ta nhớ không ạ à? Đó chính là dùng những cái ván cờ là nhóm ngân hàng Đấy nhưng mà chủ yếu là kéo nhưng mà không có vôn Thì tức có nghĩa là cái gì ạ à? cái, cái 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 sức mà kéo vượt lên như thế này nè Nó chủ yếu là như nào À chỉ là cái dùng những mà cổ phiếu ngân hàng với cái vùng hóa lớn Để mà che mắt đi những cái gì à? Những cái sự phân phối trước đó của thị trường chúng ta mà trước đó em cũng đã có cảnh báo cho các anh chị chúng ta nó đã xuất hiện tổng cộng là 3 phiên phân phối rồi. Đúng không ạ? 3 phiên phân phối rồi. Thì thứ nhất này, đây là thứ nhất là phiên phân phối thứ nhất này. À nhắc lại nha, đây là phiên phân phối thứ hai này. Đây kéo lên. Đó. Rồi, và đây chính là phiên phân phối thứ ba này. Đấy đây ha và thứ sáu rồi là chính là phiên phân phối thứ tư và hôm nay nữa là chính là phiên phân phối thứ năm coi như là end game rồi anh chị ha coi như là sao ạ à? phiên ngày hôm nay nó đã phủ nhận toàn bộ toàn bộ cái gì à nó phủ nhận toàn bộ cái 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 um, cái phiên bùng nổ theo đà ngày 25 tháng 5, thậm chí volume ngày hôm nay nó còn vượt luôn cả trên uh, phiên bùng nổ theo đà Mọi người thấy không ạ, hơn 700 triệu cổ phiếu bán tháo ra Là mọi người đã thấy cái mức độ kinh khủng nó như thế nào rồi Và rồi, thì nó cũng đã diễn ra rồi và nó cũng đã xảy ra rồi Thì các anh chị em ta cần phải làm gì Thứ nhất, hôm nay ai bán được khúc bà nó có hồi lên Thì các anh chị em ta cũng có thể đỡ được một cái khoảng lỗ nhất định à, Nhưng mà trong cái video cuối tuần mà em có nói đó Thì các anh chị em ta cũng có thể là tùy thuộc vào uh, từng nhóm ngành mà các anh chị chúng ta đừng có nên bán tháo mà hãy có thể là nên mua vào. Đúng không ạ? Thì chẳng hạn như uh, em có khuyến nghị ở trong nhóm room khách hàng ngày hôm nay, hôm qua cũng có soi và cũng chấp nhận những cái sự mạo hiểm đó chính là đến từ cổ phiếu BSR, NT2 và Bao. Thì sáng nay cũng chủ yếu là lấy Bao với lại là, là, là lấy BSR với lại NT2 thôi. Đấy mua luôn NT2 ATO này. Rồi ưu tiên bắt luôn BSR giá dưới 29. Đó, thì hôm nay em lấy quanh cái ngưỡng vùng dưới 29 này. Ha, à, thì đối với em thì theo em thấy thì cổ phiếu này nó chưa hẳn là nó sẽ điều chỉnh và nó tụt hẳn xuống về lại đây đâu. Thậm chí là nó có thể nó vòng lên ngược trở lại rất là nhanh bởi vì đây là những cái mà cổ phiếu hàng đầu. Nó cho thấy hai cái phiên với volume nó bán lớn như thế này. Thì thứ nhất, đây là cái phiên thứ hai rồi. Thì nó sẽ có cái tính chất an toàn hơn vào cái vùng giá em mua là khoảng tầm là nó test lại cái vùng đỉnh này này nó test lại cái vùng đỉnh này này ha à, thì đâu đó nó có thể nó nhúng về lại một chút xíu nữa rồi sau đó nó bật hồi trở lại thì thì hôm nay à, có canh bắt một chút xíu trước à, có canh bắt một chút xíu trước và thậm chí là nếu như mà trong cái giai đoạn mà sắp tới những mà cổ phiếu hàng đầu như BR này nó có điều chỉnh thêm thì chúng ta sẽ canh chúng ta nhặt thêm các anh chị ha và cũng đã nói với các anh chị chúng ta rất là nhiều và nó sẽ phải rủ mất hết cái cây này này Đấy thì với cái volume ngày hôm qua, hôm thứ sáu và volume ngày hôm nay thì em nghĩ là cũng tương đối một cái lượng lớn nhà đầu tư. Đấy là họ đã canh họ thoát hàng ra hết trong phiên ngày hôm nay rồi. Thì có thể là mai nó nhúng thêm một cái nhịp nữa thôi. Đấy có thể là mai nó nhúng thêm một cái nhịp nữa thôi. Rồi sau đó nó sẽ rút chân và nó phục hồi đi lên. Thì với cái tính chất của những mã cổ phiếu leader như vậy á thì nó sẽ phản ánh cho chúng ta một điều rằng là VN đấy chúng ta ngày mai cũng có khả năng là gì ạ? À? Quay về té lại cái ngưỡng hỗ trợ thấp ở vùng 1200, 1210 hoặc là 2, 215 gì đó. Rồi sau đó sẽ có một cái nhiệm vụ là nó rút chân lên và nó phục hồi lại. Thì đây chính là những cái lúc mà cho các anh chị chúng ta cái cơ hội, cái cơ hội để các anh chị chúng ta thoát hàng. Và chắc chắn rằng là có thể là, là là không phải là mã cổ phiếu nào nó cũng có cái tính chất là phục hồi cả hay là dòng cổ phiếu nào nó cũng có thể là nó hồi tốt cả đúng không ạ? Chẳng hạn như em cũng có chia sẻ rồi là dòng ngân hàng là cái dòng yếu và nó không hề có bất kỳ một cái tín hiệu nào của dòng tiền lớn vào cả đúng không ạ nên là nó rất là dễ nằm sai và thậm chí là tìm lại những cái vùng đà đáy dưới đó này chẳng hạn như có acb cũng thấy là khỏe khỏe đúng không ai cũng nghĩ là chia xong thì nó khỏe này nhưng mà không ha rơi tiếp này và rơi rất là nặng rồi bid cũng tương tự vậy bid cũng tương tự vậy nha bid cũng đã tìm về lại được cái đáy dưới rồi Thậm chí là nó em cũng đã cảnh báo trước cho các anh chị chúng ta nó đã mất đi những cái phiên bùng nổ theo đà ngày 25 tháng 5 là cái thước đo quy chuẩn về một mã cổ phiếu mạnh hay là yếu. Đó, thì các anh chị chúng ta hãy xem lại những cái video trước em có nói rất là nhiều rồi ha. Và bây giờ không phải là 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 là, là chúng ta mới nhận ra được những cái sự suy yếu này của cổ phiếu, đặc biệt là trong nhóm ngân hàng. Rồi cái thứ hai là mình cũng nói về dòng uh, chứng khoán mình cũng đã thoát hết trong cái nhịp mà nó tạo cái nền đi chơi ở vùng phía trên đi à, đi ngang và thực sự là mình có bị mắc một cái lỗi sai đó chính là con à, VCI này mình cũng phải thừa nhận là cái là cái 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 sự sai lầm của mình mình mua đúng về cái việc là nó thực hiện cái điểm à, bi này nó vượt đỉnh à, nó vượt được cái vùng nền điểm bi ha vượt được cái vùng nền khối lượng lớn khá là tốt đấy nhưng mà sao ạ à, phiên T3 về ngày hôm nay mình cũng đã phải cắt lỗ luôn mình cũng đã phải chủ động cắt lỗ luôn vào phiên buổi sáng chấp nhận mất mất luôn cả bao nhiêu ạ? À? Mình uh, mua khoảng tầm là 40.8 và do đó, đó mình cũng chấp nhận cắt lỗ khoảng là tầm là 7 cho tới là 9%. Mình chấp nhận mình cắt luôn chứ mà thực sự là những ngoài cổ phiếu này để mà nói là tụi nó đã mất đi cái cây bùng nổ theo đà cả rồi thì nhiều khả năng là nó sẽ quay về lại, sớm nó quay về lại những cái vùng đáy dưới uh, uh, như là tụi uh, dòng ngân hàng thôi. Không sớm thì muộn các anh chị ha. SSI cũng tương tự vậy, SSI nó cũng nặng nề hơn nó đã tìm tại đáy dưới luôn rồi này. Đấy, hay như SHS cũng tầm vậy luôn Nằm sang luôn ha Khả năng là đi tìm lại những cái vùng đáy dưới rồi Và nó sẽ có phục hồi sớm Nó sẽ có phục hồi đáy thay đây thôi Chứ không phải là vấn đề gì Nhưng mà nó sẽ gây ra những cái tâm lý rất là tiêu cực Và anh chị nào mà kẹp hàng ở vùng trên này này Rất là mệt mỏi à, Bởi vì nó đi mười mấy hai chục phần trăm một cái thôi Các anh chị ta thấy là cái giá nó nhỏ nhỏ vậy thôi Chứ mà nó đi cũng là phần trăm Nó tương ứng nó cũng rất là lớn Đúng không ạ Đấy cho nên là Ờ, nhịp này là chúng ta đã đề phòng rất là kỹ rồi bởi vì em đã như nào ạ à, uh, lên kế hoạch em đề phòng và em cũng đã thoát gần như là toàn bộ gần như là toàn bộ thôi và chỉ có tham gia lại một số mã cổ phiếu thôi ví dụ như là mình bị sai con vi sai hay là mình cũng bị sai con ita trong cái phiên này thì ngày mai hàng mình cũng về ở ngày mai hàng mình cũng về và hiện tại là đang lỗ mất đâu đó khoảng tầm là ba bốn phần trăm ha đấy Ngoài ra thì hôm nay thì mình cũng sáng sáng sớm nay thì mình lấy BSR đấy hồi nãy mình cũng có nói rồi hay là NT2 mình lấy ATO luôn mình lấy ATO luôn đây này ví dụ như tài khoản của Tuấn này đấy ha à, mình lấy ATO luôn đó thì cho nên là mọi người sẽ thấy là cái đoạn này nó chỉ có dòng điện là cái dòng mà có thể là chủ lại được với thị trường nay bao cũng khỏe nhưng mà bao thì phim buổi chiều cũng bị bán khá là rác và với cái giờ cái khối lượng lớn ngày hôm nay này, nó cho thấy là một cái lượng lớn nhà đầu tư ở trên cái vùng 15.5 này là cũng đã bắt đầu chốt lại rồi đấy do là lo ngại thị trường chung cái anh chị ha cho nên là những cái mã cổ phiếu này nếu mà đã có dòng tiền lớn nó vào á thì nó sẽ chờ nó tích lũy lại thêm ở vùng này ha và nó cần phải kiệt cái khối lượng đi một chút xíu lại nữa đấy thì nó nó sẽ ok hơn hấp thụ với khối lượng lớn như này là ok ở ừ, nhưng mà cần phải những cái phiên sắp tới đó, nó phải đi ngang trên cái ngưỡng vùng 15 này này và với khối lượng thấp trở lại thì nó mới tạo ra được những cái con sóng và những cái đà tăng bậc tăng tiếp theo ha à. rồi à, quay trở lại với vn index thì như tuấn có nói thì không phải là bất kỳ một mà dòng cổ phiếu nào nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi đủ tốt theo thị trường chung ấy ừ, thì thị trường chúng ta nó chưa có quay về nó nó nó, nó té lại cái đáy vùng 1.160 ấy nó chỉ mới test lại về quanh cái ngưỡng mà nhúng nhẹ ở cái nhịp mà ngày 23 tháng 5 thôi. Là các mã cổ phiếu nó cũng đã đủ sức mà gì à? Uh, nó, nó, nó test thẳng về lại tới tận vùng đáy khi mà giá cổ phiếu nó sáu 160 rồi. À, rất là mệt ha các anh chị ha. Thì những cái cơ hội hồi phục hồi sắp tới như thế này nè. Có thể là phiên ngày mai kéo rút chân lên là một cái nhịp tốt để cho các anh chị chúng ta. Đây, đây này. Thì chúng ta sẽ như thế nào à canh lúc mà nó phục hồi lên trở lại là lúc mà các anh chị chúng ta canh chúng ta thoát hàng được chưa hoặc là phiên ngày mốt là cũng là một cái cơ hội cho các anh chị chúng ta thoát hàng cũng y chang một cái nhịp như thế này đối với lại là viên đấy của chúng ta và theo sau đó em nghĩ rằng nó sẽ sớm có một cái đà tiếp theo sẽ phá thủng tiếp cái ngưỡng ở vùng 1160 thôi đó chính là cái gì cái 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 um, um, trạng thái mà em nghĩ là sẽ sớm mà xuyên thủng thôi bởi vì hiện tại là thị trường chúng ta đã quá yếu rồi à, các anh chị ha đấy và em cũng có uh, hôm qua cũng có làm một cái uh, đây cũng làm một cái uh, cái 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 gì à? <laughs> cái vẽ trước cho các anh chị ta này thì hy vọng rằng là nó 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 chỉ thủng về lại quanh ngưỡng vùng 1240 hai 245 thôi rồi nó phục hồi đi lên nhưng mà không ngờ là hôm nay là cái phản ứng của thị trường chúng ta nó một cách là nó tiêu cực quá à, nó tiêu cực quá Đấy, cho nên là mình sẽ phải nhờ dời lại cái cái sự mà dạ, lạc quan của mình bởi vì mình cũng hy vọng mà mình cho nên mình lạc quan nhưng mà không nó tán nó vả cho thẳng luôn bởi vậy trên thị trường luôn luôn uh, chúng ta phải như nào à? à trade what you see not what you think ha mọi người ha có nghĩa là chúng ta đầu tư là chúng ta thấy những gì là chúng ta đầu tư trên thị trường chứ không phải là chúng theo chúng ta nghĩ thì mọi cái sự suy nghĩ của chúng ta nó đều cái gì ạ à? À, thị trường nó đều tán cho sắp mặt và nó làm vỡ hết đi những cái những cái, cái cái suy nghĩ mà mọi người cho rằng là đó là sẽ theo ý mọi người chứ thật sự là mọi người đều phải theo ý của thị trường cả mọi người ha rồi và hôm nay thì dòng nào nó cũng giảm mạnh hết cả không riêng gì lại là, là dòng chứng khoán kể là dòng trụ Vinvin vin ba cũng vậy dòng trụ đây rồi có gì vậy? à <laughs> có có png cũng nằm sàn rồi đấy png cũng lấp là không còn 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 nặng hơn nữa thực sự là không ngờ P&G png nó thủng cả cái ngưỡng ở vùng 116, 117 gì đâu mà nó thủng luôn cả khúc này nằm sàn như vậy thì nhiều khả năng em nghĩ là nó sẽ có kéo lại hôm nay là giảm hơi quá đúng không những cái mã cổ phiếu như này nó đánh rất là lỏng cho nên là một khi mà gặp thị trường xấu cái ha thì đây cũng là những cái điều mà chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm rất là nhiều M0G cũng vậy, giảm 10 giá cũng gần như là nằm sàn khối lượng lớn. Dòng bán lẻ cũng đi rất là nặng các anh chị nhé. Rồi MySan cũng nằm sàn, gần như là nằm sàn hết rồi. Đấy, quay đầu giảm nhanh rất là nhanh. Đấy mọi người cũng thấy là MySan nó cũng trong một cái chu kỳ là đang trong một cái xu hướng giảm này. Thì không việc gì mà chúng ta phải mua lấp liếm phải mua ở những cái vùng như thế này cả. Đúng không ạ? Không phải mua không thể nào mà mua lấp liếm ở những cái vùng như thế đó mà chờ được một cái nhịp mà nó buôn lên rất là dễ bị fail. rất là dễ bị fail. Đấy. Rồi gì nữa nha HBG Ôi rồi ôi rồi ôi luôn ha Ôi rồi ôi luôn Cũng không nghĩ rằng là HBG nó có thể thủng được 32 Thế thì chúng ta cũng phải là tiếp tục là Tìm những cái đáy mới của dòng thép rồi HSG cũng tương tự như vậy Đấy, HSG này nó còn giữ được Nhưng mà nhìn chung là nó yếu ha Dòng này nó yếu rồi Nam Kim tương tự luôn Thấy đây Mọi người thấy là thấy nó ảo không ạ à? Đây là những cái cây mà nó phục hồi nó lại như thế này này các à, anh chị nào mà đu thêm cái cây này nữa Coi như là hàng ngày mai về lỗ sạch à, Lỗ sạch luôn à, Lỗ sạch à, Bởi vì á, Mọi người sẽ thấy á, Trong cái trạng thái Ở thời điểm hiện tại á, Rất là nhiều anh chị chúng ta là Mong muốn là chúng ta gỡ lỗ Cái tâm lý của các anh chị chúng ta Rất là dễ buồn chồn Và chúng ta dễ nóng vội Đó là những cái sai lầm rất là dễ thấy Khi mà trường chúng ta bước vào những cái gì à, Nhịp đau trên Đúng không? Năm 2018 Chúng ta đã uh, nhiều anh chị chúng ta chắc cũng chưa có chứng kiến 2018 đâu. Nhưng mà cần phải xem lại rất là nhiều, xem đi xem lại rất là nhiều về cái cách vận động của thị trường. Lẫn là gì ạ? À? Cái cách mà thị trường của chúng ta nó đã diễn ra và chúng ta sẽ đánh giá được những cái tâm lý của nhiều anh chị nhà đầu tư nó là như thế nào. Thì cái phiên cái nhịp vừa rồi mà thị trường của chúng ta phục hồi. Đây ha thì cái nhịp vừa rồi của thị trường của chúng ta phục hồi ấy nó cũng không khác gì là một cái nhịp hồi số 2 của thị trường chúng ta quanh cái ngưỡng này này đấy cũng quanh cái khúc này này đó thì cái phiên ngày hôm nay nó cũng tương ứng ví dụ như cũng tương ứng với lại cái nhịp này của thị trường chúng ta nó sẽ như nào à, à ít nhiều nó có thể là nó 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 như nào à, à nó chạm lại gần cận cái cái cái, cái uh, phiên bùng nổ theo đà này đúng không đấy phiên bùng nổ theo đà này retest lại một cái có rút chân và có những cái nhịp bull trap lên phục hồi trở lại có những cái um, phiên bull trap phục hồi trở lại nhưng mà sao mà ai à, giờ dùng để bán chứ mà một khi mà nó xuyên thủng này tiếp này ấy mọi người sẽ thấy là cái khối lượng bán nó sẽ tiếp tục gia tăng rất là lớn và khi mà cái thị trường ta cái vùng volume nó tạo đáy ở vùng dưới này nó sẽ bắt đầu có những cái sự ảm đạm ha thì lúc đó mới thật sự là đáy thì ở đây em cũng cho rằng là thị trường ta nó sẽ diễn ra một cái kịch bản cũng tương tự như vậy ha đấy có thể là sẽ dụ các anh chị nhà đầu tư tham gia về bắt lấy ở đây này thì có thể là mọi người vẫn sẽ ăn thôi nhưng mà có người kịp thì có người sẽ không kịp tới cộng tùy vào những mã cổ phiếu nhé để phục hồi lại được thêm chút xíu thôi đấy có thể là về lại vùng 1240 hay là vùng 1250 đi chẳng hạn rồi sau này tiếp tục điều chỉnh giảm sâu hơn có thể là xuyên thủng luôn cả vùng 1160 và có thể tìm lại những cái vùng có thể là 1000 ít ít. À có thể là sẽ tiếp tục tìm lại 1000 ít ít. Bởi vì sao ạ? À? Thứ nhất á, ở chạc tuần này. Ấy, ở chạc tuần thì bắt đầu là sẽ có những cái tín hiệu là à, đã rơi về lại vùng quá bán rồi. Nhưng mà khả năng cao là nó vẫn chưa có tìm lại được cây đáy số 2. ha à, đây này, mọi người sẽ thấy chạc tuần là làm gì đã test có đáy, đáy nhất đâu, làm gì có cái đáy hai đâu. Thì có thể nó test đây lại một cái nhưng mà nó sẽ rơi sâu hơn. À, mọi người ha. Rồi hang như chạc tháng các bạn, chạc tháng thì nó cũng chỉ là như nào à? Ở giữa thôi cái quãng rơi nó ở giữa thôi mọi người ha. Đấy, nếu mà như theo Covid này, đấy, nó phải về lại tới ngưỡng quanh và RSI là 30, thì ở trạc tháng nó cũng tương tự như vậy. Thì nếu như mà theo em thì vùng 1.500 là đỉnh, Ha. À, vùng 1.520 là đỉnh, thì ít nhất là thị trường ta cũng sẽ phải về lại quanh cái ngưỡng vùng 950 cho tới vùng 1.000. Thì khi đó là cái RSI trạc tháng nó cũng sẽ tương ứng là quanh cái à, chỉ giá là, là 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 cái 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 chỉ số là 30. À, RSI nó sẽ đạt được khoảng tầm là 30 thì lúc đó mới thực sự là đấy. Nha. Nên là từ đây cho tới cuối năm nó sẽ có những cái mã cổ phiếu nó đi ngược. Đó. nó sẽ có những mã cổ phiếu nó đi ngược nhưng mà không thực sự là dành cho những cái anh chị nhà đầu tư tay mơ đâu. Đấy, phải có những nhà đầu tư mà họ uh, đã uh, khô máu với thị trường ta rất là nhiều rồi sương máu thị trường này đã đổ rất là nhiều rồi thì may ra họ mới nhận biết được một số những mà cổ phiếu khỏe một số những mà cổ phiếu mạnh và họ nên vào lúc nào và họ nên ra lúc nào chứ thị trường đâu trên là không dành cho tất cả mọi người Một anh chị nhé đặc biệt là những anh chị nhà đầu tư f 0 đấy em cũng cảnh báo thật sự luôn đấy nếu mà mọi người mọi người có thể là mọi người đi rất là nhiều cái kênh youtube khác những cái bạn youtube khác về nhận định về thị trường không một ai có thể là cảnh báo cho các anh chị chúng ta thật sự nếu mà các anh chị chúng ta nhìn những cái tiêu đề lớn của em ở đây trên cái video ấy thì không ai có mà cảnh báo cho các anh chị chúng ta đâu đúng không ạ em rất là nhiều rất là nhiều em bởi vì em cũng phải đi xem cũng phải uh, coi được cái tâm lý của họ phân tích là như thế nào để mà em biết được đúng không ạ nhưng mà không một ai mà có thể là cảnh báo một cái nhịp mà sớm như em vào cái ngày 31 tháng 5 vào ngày 1 tháng 6 và khi mà ngày 3 tháng 6 một cái thôi là, là là, 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 em cũng đã báo với mọi người là thôi phục hồi lên lại tiếp thì cũng nên ra hết đúng không ạ đấy thì cho nên là mọi người đã thấy là cái nhịp này em đã tránh được gần như là 80 phần trăm à chỉ có 20 phần trăm là mình bị sai ngay cái khúc là nó nó tạo ra một cái phiên hưng phấn cho mình và lúc mà nó vượt vùng hàng ba nó tạo ra một cái cú như nào à, à bun chắp lên đấy ha mọi người ha rồi thì uh, kết thúc cái video ngày hôm nay thì cũng mong rằng là ca chị chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn cho mình thật là thông minh bởi vì cái nhịp giảm này nó sẽ đánh dấu gì yeah, ạ đánh dấu cái nhịp bùng nổ theo đà xác nhận lại là xu hướng giảm nó như nào à, à nó kết thúc đã bị thất bại à, thì em sẽ có một cái video nào đó để mà em nói rõ hơn về cái 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 uh, phiên bùng nổ theo đà này thất bại. Bởi vì trước đó là em cũng có một cái ví dụ về cái đá uh, này, nó cũng xuất hiện một cái nhịp bùng nổ theo đà. Đây, ở đây nó cũng xuất hiện nhột nhịp bùng nổ theo đà. đâu rồi nhỉ? Uh, đây 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 đây. đây. Ở đây nó cũng có xuất hiện một nhịp bùng nổ theo đà này, nhưng mà nó cũng bị thất bại và nó phủ nhận lại mất cây này thì cái gì à cái xu hướng giảm nó sẽ tiếp tục. Đó, các anh chị ta thấy không ạ, nó cũng sẽ tiếp tục ha. Cho nên là rất là mệt đấy. Và tiếp theo này, nó sẽ luôn luôn có những cái nhịp mà nó kéo lên rất là mạnh. Đây, nó ở à đây ai cũng nghĩ nó cũng là một cái nhịp gì à tạo đáy phục hồi đi lên đó không ạ? Nhưng mà không. Nó lại tiếp tục là nó giảm tiếp này. Đấy cho nên ở những cái phiên bùng nổ theo đà ấy, em bật mí một chút xíu ha ở cái nhịp sau bùng nổ theo đà đây ở sau cái nhịp bùng nổ theo đà đây là T1, T2, T3 đến phiên thứ tư đấy ở trong cái sách của ông William O'Neill ấy nhà đầu tư thành công thì ông nói rằng là phiên thứ tư phiên T4 của sau cái nhịp bùng nổ theo đà phải là một cái phiên xác nhận tiếp tục tăng tiếp với khối lượng mạnh mẽ thì lúc đó thực sự là cái nhịp bùng nổ theo đà đó nó mới thực sự là thành công nhưng mà sao ạ à? thị trường của chúng ta nó lại xuất hiện một cái phiên gì à? phân phối đầu tiên sau cái nhịp bùng nổ theo đà như thế này thì đó chính là những cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy là tín hiệu thất bại của nhịp bùng nổ theo đà và quả đúng là như vậy những cái nhịp sau đó ha, là thị trường ta đã rồi đấy rồi tiếp theo nhé ngoài ra thì uh, nhắc thêm cho các anh chị xa một số cái thông tin rằng là ngày 16 tháng 6 này thì uh, Fed sẽ họp thì uh, mọi người cũng đang cảm thấy rất là sốt ruột khi mà à, thị trường chứng khoán Mỹ nó cũng đã phản ứng rất là nhiều rồi và kể cả như vậy thì uh, chúng ta cũng đang có những cái dự đoán rằng là sẽ như là à phần lớn này chuyên gia kinh tế họ dự báo là tăng 0.5 phần trăm nhưng mà trong khi đó thì có thể là nếu mà cái lạm phát vừa rồi mà nó công bố là ở mức cao kỷ lục trong vòng 40 năm trở lại đây là đạt ở ngưỡng 8 phần trăm đấy và với cái việc mà không muốn cho cái chỉ số lạm phát mà nó vượt lên trên uh, uh, vượt lên hai con số ha uh, thì cái việc mà cái bước nhảy lên 0.75 điểm à, uh, 0.75 phần trăm như thế này là một điều có thể xảy ra, các anh chị nha. Nên lúc đó là một cái vấn đề rất là khó cho uh, thị trường chứng khoán. ấy và hôm qua em cũng có nói về cái gì, à? cái cái ở cái thế là, là tiến thoái lưỡng nan, tiến thoái lưỡng nan của chính phủ mỹ. tức có nghĩa là một mặt họ phải kiềm chế lạm phát và một mặt họ vừa phải là gì nào à? à. đảm bảo là nền kinh tế của họ không bị rơi vào trạng thái là suy si thái trầm trọng về những cái việc là đứt gãy chuỗi cung ứng đó các anh chị chúng ta lưu ý ha thì đó chính là những cái thông tin rất là sốt dẻo cho cái phiên ngày 16 tháng 6 và hôm đó cũng chính là cái phiên gì à? ngày giao dịch cuối cùng của chỉ số phái sinh đấy là đảo hạn phái sinh đây các anh chị nhé và phiên thứ sáu sẽ là một cái gì à? phiên cơ cấu của hai quỹ lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta và họ em thấy là họ cơ cấu và họ bán ra khá là nhiều đấy nha yeah, cho nên là cần phải lưu ý giúp em là chậm nhất là cái nhịp mà thứ năm này là các anh chị chúng ta cần phải phát hàng ra chúng ta hạ bớt tỷ trọng đi được chưa đó đây này cái này em nghĩ là mở cửa giảm điểm lớn thì ác sẽ có một hai nhịp hồi ngắn ha vào phiên ngày mai hoặc ngày mốt chậm nhất là thứ năm tuần này thì tuy nhiên nhắc lại để mọi người nhớ là cái cơ hội thoát hàng đó và khả năng cao là chúng ta sẽ phải tiếp tục đón nhận một cái xu hướng giảm tiếp theo và một cái quá trình giảm tiếp theo và em cũng không cho rằng là đây là sau khi mà nó test lại ở những cái vùng đẩy chẳng hạn như ở vùng này mà nó có vun lên thêm một lần nữa đi chăng nữa thì đó cũng chính là cái cơ hội cho các cái chúng ta thoát ra đấy chứ không phải là để bắt lấy nó đâu nha nên là thôi đợt này có ăn thì giữ chứ mà cố gắng tìm kiếm lại rồi cứ đảo qua mã này đảo qua mã kia rồi lại tiếp tục lại là lỗ kép các anh chị nhé rồi ok cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta có những cái quyết định uh, hiệu quả trong cái thời gian sắp tới nhé rồi hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo và hãy nhớ là đừng quên là nhấn nút like video và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn nhiều hơn nhé hẹn gặp lại mọi người